cút ra, cút ra, anh đang cay nha, đang cay nha, cút ra con Enderman này, đang cay nè, anh đang cay đó, biết không hả, biết không, hôm nay là ngày lễ mà không được đi đâu, phải ở nhà bảo vệ cái ngôi làng này, thật thiệt kìa chứ. Xin chào tất cả các bạn, nói trước cho các bạn biết nha, ngày hôm nay nha, là các bạn có đi đâu thì cũng đừng có khoe với mình nha, mình đang cay lắm rồi đó. Lễ người ta đi chơi, còn lễ thì mình thì ở nhà coi làng. Trời ơi, nó tức gì đâu luôn bạn, đâu rồi giờ có con zombie nào ra để mình gọi là hả, chút giận vô nó không ta, cay quá mà. Rồi, không có con nào dám gọi là hả đối mặt với mình luôn các bạn, tức thiệt á. Thôi đi về nhà, cay rồi, thôi về nhà. Ủa sao nhà tối thui ta, cắm đuốc lên coi. Ủa khoan, sao cái nhà của mình ở đây, mình nhớ là nhà mình nằm trong làng mà. Ủa có cái nhà này của ai, cái gì đây, nhà Slenderman. Ủa cái gì, nhà của mình mà sao mình không biết, nhà này lạ vậy. Các bạn nghĩ đi, mình mặc bộ đồ kim cương mà mình ở cái nhà nghèo đến vậy à. Này chắc lộn rồi đó. Cái gì, bị đuổi ra khỏi làng vì bị tròn quá nhiều. What, có cái luật như vậy nữa hả? Ui cái làng này mình cay luôn rồi đó nha, chắc mình vô gọi là mình phá banh cái làng này quá. Nó đuổi cái làng này, người ta đuổi mình ra khỏi cái chỗ, khỏi làng luôn bạn, vì mình bị tròn. Ủa mình bị tròn liên quan gì tới người ta? À, chắc là mình bị cho, mỗi lần mình bị cho đó bạn, là nhà mình nổ, cái nhà kế bên nó cũng nổ, cho nên là người ta tức quá, người ta đuổi mình ra chỗ khác. Ủa nó có liên quan gì tới mình đâu, tại các bạn chứ không phải tại mình đâu. Thôi mệt quá, tối rồi đi ngủ. Ôi người ta lễ, người ta đi chơi, còn mình ở nhà ngủ thôi chứ biết làm gì, cay quá mà. Thôi đi ngủ đây. What, ngủ mà cũng nổ nữa hả? Rồi cái nhà của tôi đâu rồi? Sao tự nhiên nhà nổ? Ơi khoan, ơi tự nhiên nhà mình nổ là có vấn đề nha. Rồi toàn rồi, bây giờ không có giáp kim cương, không có kiếm, không có thịt, giờ là làm sao đây? Toàn rồi, giờ đói quá trời luôn các bạn ơi. Ê nhà này có cái rương nè, vô đụng cái đầu. What, sao cái rương màu hồng? Oh my god, có thịt ra. Có trước nhà có một cái hầm thịt. Ôi cái gì vậy, đây là nhà mình mà. Ủa mà sao hồi nãy cái kia là nhà mình? Rồi hiểu luôn. Rồi để coi là có thư trong đây chắc luôn nè. Trời ơi khoan, đồ kim cương. Oh my god khoan, có lá thư, biết ngay có lá thư mà. Nè nhìn nè, cái câu đầu tiên á, Mà cái trong lá thư này đó chính là ha ha ha, chắc chắn luôn. Rồi ok, mở lên cho các bạn coi nè. Ui da. Ủa khoan, làm gì vậy? Ủa không phải ha ha, nhưng mà là ui da, đau quá. Đó là câu nói đầu tiên sau khi anh Len bị em cho ha ha ha. Ui, nè, tức nè, trông luôn á. Em về nhà làm giấy vệ sinh đi. Ok, tức quá rồi, khỏi đọc gì nữa hết á. Ăn miếng thịt vô coi, nhà của mình đây nè. Trời ơi là trời, bực gì đâu luôn á. Vì là mình tức lắm, nhưng mà mình tò mò, không biết là trong thư có gì không nữa. Sorry anh Len, sorry anh Len nha, chúc anh Len ngày lễ vui vẻ. Vui lắm, chắc là vui á, nhìn cái mặt của mình có vui không. Vì là ngày lễ nên em không đặt thử thách cho anh. What? Cái gì? Thật sự á, nếu mà nói luôn á, là nếu mà các bạn không đặt thử thách cho mình á, thì thật sự mình rất là buồn các bạn, tại vì không có gì để quay cho các bạn coi được hết. Các bạn phải đặt thử thách cho mình. Ui sao mấy em nhân lại đi theo mình vậy? What? Em nhân lại đi rồi. Ui cái gì? Ui cái gì? Ok, các bạn phải đặt thử thách cho mình mới có là cái để làm video cho bạn coi chứ. Rồi, khoan hãy dặn em vì em có quà cho anh. Ý, có quà kìa, để coi. Đây là công thức chế tạo ra thanh kiếm hình tròn à. Wow, lạ vậy, anh hãy chế tạo và sở hữu nó. Công thức kết hợp 8 loại kiếm sẽ ra phanh chân chính. Ủa mày kết hết rồi hả? Ui, hết rồi các bạn. Wow, vậy là bạn này không có đặt thử thách cho mình, nhưng mà bạn có tặng quà cho mình. Đó là một công thức để chế tạo ra được thanh kiếm hình tròn nha bạn. Ơ, thanh kiếm hình tròn, sao nghe nó lạ ta. Đó giờ cái kiếm nào nó cũng thẳng hết á, nó không có tròn các bạn ơi. Ok, nhưng mà nghe nó lạ đó. Công thức là kết hợp 8 loại kiếm lại. Vậy bây giờ mình sẽ thử đi làm 8 cây kiếm đâu, coi mình kết hợp lại coi được không nha. Ok, nói cây chứ, bị tròn chứ. Dù sao thì mình cũng phải làm nhiệm vụ thôi, phải có video cho các bạn coi thôi. Ok, bây giờ mình đi chặt cây nha các bạn. Chặt cho nó xong đi rồi về nhà còn gọi là hả đủ thứ việc. Ôi, what? Ôi, chết ơi. Mình phá lộn tổ ong. Ủa sao cái tổ ong với cái cây nó giống nhau với người ta? Ây da, sao mình nhỏ vậy trời? Thôi. Sao mà nhỏ quá vậy? Sao mà toàn là bị gọi là gặp vấn đề gì xui xẻo không à? Gọi mặc đồ giáp kim cương vô. Con ong nào vô đây? Con ong này bước vô đây, chích đi.
chích cái rồi hạ gãy kim luôn. Nè, bộ đồ kim cương nè. Đấy, hên. À, có rìu ở đây. Trời ơi, lấy rìu chặt cho lẹ. Bây giờ mình thử làm 8 loại kiếm gỗ coi coi, xong rồi mình kết hợp lại với nhau coi 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 là nó có được không nha các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ theo công thức này mà làm. Ok. Rồi, bây giờ là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Úi khoan. Mình kết hợp hai kiếm lại nó ra được một cái kiếm nữa các bạn ơi. À, rồi. 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Ủa, nó cho mình quyển sách mà. Ok. What? Được thiệt nè. Wow, đã các bạn. Ơ, cái này sao? Cái này đánh sao? Chà, chà, chà. Ok. Yeah, yeah. Ủa mà sao yếu xìu vậy? Đánh trời, 3 4 cái, 3 cái rồi đó, 3 cái rồi đó. Chạy đâu, chạy đâu? Bốn, trời ơi, cái cây kiếm thì nó ngầu thiệt á, mà 4 cái thì hơi kỳ nha. 4 cái thì nó hơi kỳ á. Sao kỳ ta, yếu vậy? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ủa trời, từ từ từ. Không. Đây 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 đây. 4 nè, trời ơi, nó yếu vô ta. Yếu xìu vậy. Thôi, bây giờ á mình thấy cái kiếm gỗ này nó yếu quá. Ủa mà nó làm được gì nữa không ta? Nó chỉ có vậy thôi hả? Ta, các bạn thấy nó hình tròn không? Hình tròn đúng không bạn? Phải không? Nhìn đúng không ta? Đúng rồi, nó ghép lại hình tròn nè. Được á, đừng có lo. Thôi bây giờ á, mình không có cần thêm những cái cây, cái này mà nó cùi quá, bằng gỗ cùi quá. Mình làm bằng đá hay bằng sắt gì đi, cho nó ngầu. Để mình xem coi mình có sắt không nha. Mình mà may mắn mình tìm được sắt ngay chỗ này luôn thì quá tuyệt vời mặt trời luôn. Sắt. Ok, không có bạn ơi, nhỏ ơi là... Ui, đây rồi, đôi giày. Ui trời ơi, hên quá. Các bạn thấy không? Mình nói rồi mà, mình rất là hên luôn. Mình nói là sắt là ra liền. Đang đi tìm vàng ở dưới địa ngục. Vàng ở dưới địa ngục rất nhiều. Oh, Enderman kia có vàng rồi. Ok, hên quá bạn. Hồi nãy là nói chung là cái cúp của mình nó hư rồi. Cái cúp kim cương của mình nó hư rồi. Tại vì mình đào quá nhiều. Và mình đã tìm được rất là nhiều đồ mình cần luôn bạn. Cũng hên. Nói chung là hư cái cúp nhưng mà cũng vẫn có cái gọi là hạ lời. Vàng. Ui, ghê. Mình công nhận hôm nay mình hên thiệt luôn bạn. Hên thiệt luôn á chứ. Đào có một tí cái ra. Ngộ thiệt á. Ok, hình như là mình thấy được cái cục kia phải không ta? Mình mong là nó là cái cục mà giống như là ve chai bạn, nó gọi là ve chai hay gì đó. Phải không? Ui không phải bạn ơi, nó là cái cục gì á. Oh man. Đây là bộ sưu tập kiếm của mình, các bạn thấy không? Còn thiếu gì các bạn mình lận coi, chính là kim cương đó các bạn. Ok, hồi nãy nói chung là tìm cái cục của dưới Nether khó quá các bạn, cho nên mình làm biến. Cho mình cheat luôn, mình lấy cái đó luôn cho lẹ nha. Bây giờ mình làm gọi là hạ kim cương của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi ok, tiệm kia nó khó quá cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Làm biến một tí đó mà. Rồi ok. Bây giờ là tiếp tục nè. Đấy, chúng ta sẽ ghép lại thành... Ui, đầy đủ đồ luôn các bạn. Rồi đâu rồi, từ mình sắp xuống cho các bạn coi. Kiếm gỗ, kiếm vàng, kiếm đá, kiếm vàng, kiếm sắt, kiếm kim cương. Kiếm gì nè, ui các bạn nhìn nè nha. Nhìn nè, đổi nè, nó thay đổi nè các bạn. Ok, nè. Chui, nó đẹp các bạn. Đã không, lại nè. Đó, ui. Rồi, đẹp là một chuyện. Hồi nãy là cái gỗ này cùi quá, cho nên là mình sẽ bỏ lên lại. Rồi ok, mình thử cái sắt này coi như thế nào. Tại vì bây giờ có mấy con zombie nè. Rồi ok, ủa mà chẳng lẽ mình đánh không vậy thôi sao ta. Để mình xem coi là mình có thể làm gì được thêm không. Wait, yeah, ui. Đánh con Reaper hai cái không ngẽo. Cái này bằng đá đúng không? Trời ơi. Hai cái, ba cái gì đó. Hồi nãy mình chưa đếm nữa, chắc là ba cái đúng không bạn? Rồi ok, ui trời sáng à. Đùa nhau chắc. Đừng như vậy chứ. Rồi ok, để mình xem coi là nó có mạnh hơn nữa hay không. Để mình đánh dân làng nữa coi nè. Một nè, hai nè, ui. Ba cái các bạn, ba cái dân làng mới ngẽo. Rồi ok, bỏ lên đi. Rồi ok, bây giờ vàng nha. Ba cái. Đúng rồi, màu vàng cũng vậy luôn bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái lực đánh của nó, đam nó nhiều hơn không? Các bạn thấy đam nó nhiều không? Mỗi lần mình đánh một người dân làng nè, các bạn nhìn nè, nhìn cái máu này nha, cái máu nó hiện lên nè. Là mấy tim? 3 tim. Đấy, 3 tim các bạn, 4 tim. Đấy, 3 tim là 4 tim các bạn. Đúng rồi, 3 tim rưỡi, 4 tim. Ok. Vậy là cái vàng này cũng được, nhưng mà bây giờ mình không muốn cái vàng này, mình muốn cái sắt này được không? Đó, sắt nè, kim cương nè. Và cái Nether nữa các bạn. Đây mình để mình ném ra ngoài cho các bạn coi là cái này nó có gì đẹp nhau, nhìn nè. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Mình mới làm cái gì? Mình mới ném nó ra mà. Oh my god, nó bay kìa. Quay. Nó bay luôn các bạn. Ơi mình ném chúng con Reaper ông ta thử coi. Ghê. Ủa nhưng mà bây giờ mình muốn ném nó ra ngoài để mình nhìn nó như thế nào đây. Oh my god. Thôi từ từ đi, từ từ đi, từ từ đi tính. Ê Enderman,
Enderman. Rồi, Enderman rồi. Ê, Enderman, nhìn nó nè, nhìn nó nè, nhìn nó nè. Đang nhìn nó bạn, đang nhìn nó. Mà nó không thấy mình, nó đang đi rồi. Enderman. Ok, nó không thấy mình rồi. Ném con Reaper trúng không? Vô, xa quá bạn, xa quá, xa quá, xa quá. Xa quá. Xích lại gần tí. Trúng không? Trúng không? Ui, xém trúng. Đây Enderman đó bạn. Ok, nó lướt cái gì ta? Nè, trúng nè, Reaper nè. Wow! Xích cà chua. Quá dữ, quá dữ. Ok, Enderman đâu? Bây giờ, ô, cái này bao nhiêu đam ta? Cái này nó không để đam các bạn ơi. Ok, nó không để đam các bạn. Là lúc mình phải sử dụng thanh kiếm kim cương hình tròn rồi các bạn ơi. Yeah! Rồi khoan, từ từ mình biết cách quăng ra làm sao để cho các bạn thấy được rồi. Hồi nãy là mình ném đi các bạn, còn bây giờ quăng ra nè. Ném ra như thế này. Trời ơi! Rồi bắt lóc lên nhìn cho nó ngầu, nhìn cho nó ngầu. Wow! Các bạn hãy nhìn kìa. Đẹp chưa? Đẹp chưa các bạn? Quá đẹp luôn á chứ. Đó các bạn thấy nó xoay không? Xoay hình tròn. Ok, muốn quạt các bạn, cái đó gọi là muốn quạt đó. Bây giờ mình sẽ thử ném cái này bên đây coi. Woo! Phá phá trời ơi. Bên đây luôn, sắc luôn, sắc 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 bên đây bên đây. Oh my god. Trời ơi các bạn nhìn kìa. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Rồi thôi lụm vô, bây giờ test tiếp nè, test sức mạnh tiếp nè các bạn ơi. Bây giờ là chơi kim cương nha. Thử đánh anh Iron Golem. Đây là kiếm kim cương đánh Iron Golem nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Trời ơi 10 cái. Cái này phải nói là anh Iron Golem quá trâu chứ không phải là kiếm mình cùi. À, nãy mình đánh dân làng 2 1 2 cái là nó ngẻo rồi. Thấy không? Ây da. Oh my god. Wow. Mình quên. No 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 no. À, anh muốn đánh nhau với em chứ gì? Em nói một lần nữa, em không muốn đánh nhau với anh. À, anh muốn đánh nhau đúng không? Đánh nhau này. Trời. Oh my god. Wow. Một phát một luôn các bạn nhìn nè. Yeah. Wow, các bạn thấy không? Đây, kim cương nó bay xa hơn là cái này sao bạn? Sắt nè, bay nè. Đó, Iron Golem. Một cái luôn các bạn. Ghê. Nhưng mà nó bay không có xa đây. Cái này nó bay có một tí à. Nhưng mà các bạn nhìn này nha, kim cương này nó bay xa thì xa luôn các bạn. Đó. Một hồi sau nó mới quay lại. Trời ơi. Nhìn nè. Ôi giời ơi. Đã thiệt các bạn. Rồi ví dụ như cái này thì sao? Đây là cây kiếm địa ngục hình tròn. Rồi ok, cái này rất nhiều cái kiếm kết hợp lại bạn. 8 cái kiếm kết hợp lại. Wow. Chắc chắn nó bay xa hơn. Ủa nó bay cũng vậy mà xa gì? Ủa. Ơi nó bay. Ừ đúng rồi, nó bay xa bằng cái này không ta, để mình xem coi. Đây là kiếm kim cương. Kiếm kim cương lâu hơn, thấy không? Kiếm kim cương lâu hơn các bạn. Rõ ràng kiếm kim cương nó lâu hơn. Rồi, oh my god, bây giờ mình lại vô địch vũ trụ rồi. Cổng địa ngục nè. Ok, nó bay xuyên qua cổng địa ngục các bạn. Nhưng mà nó không biến mắt nha, nó quay trở lại rồi, Ui. Ui nó bay đâu kìa? Nó bay lâu cực kỳ luôn các bạn. Hôm nay là ngày lễ mà không được đi chơi, cho nên là ở nhà hành Weeder cho nó vui. À, mình sẽ hành con Weeder cho các bạn xem nè. Rồi ok. Woo, ra đi, từ từ chạy xa xa ra một tí. Weeder, hồi sinh và đánh nhau với anh. Cắt cây này luôn, cắt cái bằng sắt vô luôn. Bây giờ chỉ còn kim cương với lại cái kia thôi. Vô, thấy gì chưa? Thấy cái của anh chưa? Thanh kiếm hình tròn nè. À, bắn anh nè. Để mình thử coi đánh Weeder mất máu nhiều không. Vô. Weeder nè, à mắt con hút máu các bạn ơi, mắt không có nhiều lắm nha. Mắt không có nhiều lắm các bạn ơi. Ây da, mình đánh nó bây giờ nó điên lên rồi. Chết rồi. Chết. No. Đừng có để anh điên lên nha. Anh điên lên là anh chết. Mắt ngủ luôn. Ô. Oh! What, cái này là thanh kiếm hình tròn phải gọi là hạ vô cực hay là huyền thoại hay là siêu phẩm hay là cái gì đó các bạn mới đúng. Một phát một con Weeder gọi là hạ thăng luôn các bạn ơi, thăng lên trời luôn rồi, lên thiên đàng luôn rồi. Oh my god, đùa nhau chắc. Chấp hai con luôn các bạn, chấp hai con luôn. Ok. Rồi ok, hai con nha. Wow, phá bớt mấy cỏ đi. Ui, hôm nay hào hứng quá bạn ơi. Hôm nay sáng sớm bị cho nhưng mà nó cũng vui các bạn. Rồi ok, ra. Rồi chấp hai, anh chấp hai, một mình anh chấp hai luôn, hai Weeder luôn nè. Rồi ok, nổ đi. Wow, mình cũng ngờ lướt bạn mạnh dữ. Mạnh dữ. Ok rồi, tới đây. Nổ đi, đúng rồi, nổ đi. Bắn ai ấy? Ui giời, khoan từ, ăn táo vô. Ây da, nó đang bắn anh nhân làng kìa. No, anh nhân làng không được. Hai con một chỗ luôn nè. Ui từ. Toàn mình rồi. Hai con một chỗ nè. Rồi bu vô hai con một chỗ. Mình phải canh nó bu vô hai con một chỗ bạn, mình bắn nó một lần luôn cho nó đã. Rồi ok, kìa. Hai con đúng một chỗ kìa. Chạy đâu hả hai con kia? Chạy đâu con sâu? Woo!
trời ơi các bạn ơi, thank you very much, bạn kia đã tặng cho mình. Trời ơi, đây quăng ra ngoài. Wow, Weeder mà nó phóng có một cái một chết hai con Weeder thì các bạn nghĩ coi. Nghĩ coi là cái như thế này, nó như thế này này, nó là như thế này này. Đấy, thấy chưa? Thanh kiếm xoay. Đấy, tuyệt chiêu xoay kiếm. Đấy, xoay 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 các bạn không? Thanh kiếm có thể xoay được. Và tất nhiên là ngôi nhà này nó có thể phá được luôn bạn ơi. Đấy, phá một khúc nè. Xuống tới The End rồi các bạn. Bây giờ là mình không có đối thủ luôn. Chắc chắn 100% tối nay mình sẽ mất ngủ. Tại vì mình có đối thủ đâu mà. Rồi ok, bây giờ là mình ném cái con mắt Enderbeer để mình bay lên trên các bạn ơi. Woo, anh đã tới. I'm come back. Yeah, bây giờ là chấp hết mấy con Enderman này luôn. Nhìn hết luôn nè, nhìn hết luôn nè. Rồi phải ăn vô các bạn. Tuy là mình mạnh nhưng mà mình không có trâu. À, mình có sức mạnh nhưng mình không có trâu. Rồi ok, tới đây con Enderman một cái, một hai cái, một ba cái nè. Ok, ba cái nè. Rồi tới đây, tới đây, đâu rồi, tới đây. Trời ơi các bạn thấy không, các bạn thấy cái gì chưa? Nè nè nè, tới đây. Trời ơi, tiếp tục nè, tới đây. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn á. Ok, nó sướng. À, con rồng các bạn ơi, con rồng này mình nghĩ là chắc mình quăng nó một cái nó cũng ngẽo qua đây, mình ném lên kia xem như thế nào. Rồi, ủa rồi. Cái đồ của mình rồi. Đây, bình tĩnh. Đây mình ném cái kia lên nè. Woo, nổ. Trúng không? Trúng luôn các bạn. Ghê ghê ghê. Ơ có trúng con rồng, có chân trúng con rồng. Đấy, cẩn thận chứ. Tuy là mình mạnh rồi nhưng mà từ từ từ. Đấy, trúng nè. Ghê chưa? Ấy da. Con rồng này nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Hả, nó dám hất mình lên trời à? Đùa nhau à? Ok, lên. Woo! Đã chưa? Mình khỏi cần mũi tên luôn bạn ơi. Nó có thể phá được mấy cái tim rồng luôn. Ấy da, à, con rồng này xuống đây là chắc chắn ăn hành với mình. Con rồng đáp xuống, rồng đáp xuống, rồng đáp xuống, rồng đáp xuống. Vô, 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 vô. Vô, vô. Ủa, đánh không có trúng gì vậy? Đánh hụt không vậy? Từ từ, từ. Này thì, ui, đánh thục không vậy? Bỏ mấy này bớt đi, này cay quá. Rồi, lên, 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 lên. Đánh. Trời, ủa, sao đánh không trúng bạn ơi? Mình đánh không được. À, mất máu kìa. Trời, nó mất có miếng máu bạn ơi. Đánh nó mất miếng máu à? Không được, không được, không được, không được. Nó xuống đây là nó xác định với mình. Thôi mình phóng nó luôn nè. Đó, chạy đâu cho được, chạy đâu cho được. Trúng không, trúng không? Ui, xem trúng luôn các bạn. Oh my god, xem trúng con rồng rồi. Rồng sợ à, sợ à, sợ à. Đây nè, bên đây nè, bên đây. Bên đây nè, trúng nè, trúng nè, trúng nè. Trúng. Oh! Trứng rồng các bạn. Oh my god. Mà nó không thấy xác luôn. Ok, không thấy xác luôn các bạn ơi. Oh my god. Oh, con rồng mà mình còn hạ gục một cách đơn giản vậy thì mấy con kia lại gì tuổi gì với mình. Trời ơi, con Enderman làm gì vậy? Enderman làm gì em? Làm gì vậy em? À, mạnh dữ ta. Wow, mình không ngờ luôn á là cái thanh kiếm hình tròn này nó mạnh cực kỳ luôn các bạn ơi. Quá mạnh, mạnh vậy ai chơi lại? Mạnh vậy rồi ai chơi lại rồi. Ok, lần này là mình sẽ chơi lớn luôn. Một nè, hai nè. Đấy, 1, 2, từ 1, 2. Bên đây cũng vậy, tương tự như vậy. Từ xa xa ra mới được các bạn. Ok, 1, 2, oh my god. Căng rồi nha. 1, 2, rồi ok. Bây giờ mình làm sao để mình đặt hết được đây ta. Ok, lên. Ok, được, được, được của nó. Được của nó, lên. Ok, được của nó, lên. Oh my god. Woo, 4 Enderman. À, 4 con Weeder. 4 con Weeder nổ, nó nổ mà. Oh my god, Weeder. Ây da. Yo, tiêu diệt hai con Weeder kia cho anh. Ok, gì vậy, kỳ vậy? Tiêu diệt hai con Weeder, ba con luôn. Ok, né được, nó né được các bạn ơi, nó né được. Cày quá. Nè nè nè, ba con nè, ba con nè. Ba con, hui hụt. Hụt, ba con nó bay vô một cục. Mình phải canh lúc nào mà nó bay vô một cục á, mình tiêu diệt một lần cho nó dễ. Nè nè, một cục nè, một cục nè. Một cục nè, ui. Chúng cái con gì vậy? Từ từ anh, từ từ anh. Sao bắn em dữ vậy? Từ từ mấy anh. Bắn em dữ vậy? Từ từ, con này chết trước nè. Hay là con kia? Con nào muốn đi trước? Con này muốn đi trước đúng không? Một con. Con rồng mà còn một hit thì mấy con này tuổi gì mà đòi ăn mì. Lên. Wow. Các bạn thấy không? Hôm nay là rất cảm ơn bạn fan. À, ba con nè. Ba con nè. Ui nó né kìa. Né đi đâu cho thoát. Chạy đâu cho khỏi nắng. Một con nữa. Hai con. Yo, quá ngầu luôn các bạn ơi. Phóng ra nè, đó. Trở về nè, các bạn nhìn nè, khi mà nó trở về nè, đó, ngầu chưa? Rồi, ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cùng với đó xem quảng cáo, bấm vô quảng cáo. Nếu các bạn là fan nhân chính ủng hộ mình nha. Và các bạn có thích cái thanh kiếm này hay không? Thanh kiếm hình tròn nữa. Cái thanh kiếm hình tròn đây nè, mình đang chuẩn bị nói cho các bạn nghe. Thì cái con Enderman nó vô duyên, nó bị bệnh vô duyên các bạn. Rồi, ok, đây nè. Đây, 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 đây.
Wow, các bạn có thích không? Hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Rồi, ok.